Hả? Con mắt. Hả? Gì vậy? Gì chạy tóc rồi. Gì vậy? Ừ, cũng lên rút đó. Rút đó. Dạ, ngoài bữa ở khỏi ra ngoài đây. Để cho lên Facebook bẻ hết mà. Cho lên Facebook hết nha. Quán Ngọc Hoàng. Quay nữa. Hả? Đó rồi. Kìa coi ý ấy làm trỏ cho nhanh không. Làm giống như là chuyên nghiệp đi trời. Làm ở nhà hàng nào chứ chị? Hả? Thợ này thợ ở nhà chứ không có nhà hàng nữa. Không mướn có đi làm không? Làm ào với đó trời. Quá trời. Đưa vào đây à, cứng thì ngon mà mềm thì không có ngon. Mềm không ngon. Các bạn thử vào đây nè. Mềm mà vừa có thịt thôi chứ không ngon. Ở đây đúng không? Ở đây gọi là cái gì ta? Hả? Cái chèo thứ hai. Chèo thứ hai phải không? Đưa vào coi vào chèo thứ hai, nếu mà cứng thì ngon mà mềm thì không có thịt thôi. Đủ đấy. Alo. Ủa rồi làm sao là biết cô đực hay cô cái anh? À, cô kêu 10 bò 48. Cái mà hết. Yếm bự hơn là cái yếm là cái nào? Cái yếm là cái này đó hả? Dạ hả? Mà nó mạnh rồi hết rồi. 14 năm. Biết cách liền. Nè cái này là cái yếm nè. À yếm bự là con cái phải không? Cái này là yếm nhỏ. Cái yếm nhỏ là con đực phải không? Rồi. Ở bữa nay lúc liền cái gì? Là đó rồi. Biết rồi. Rồi con này con đực luôn phải không? Rồi ok. Rồi hết rồi. Không thấy con cái nào đâu. Cái gì? Sao lại mặn cái trước vậy? Con cái nó nằm chưa? Hết con. Cái làm đôi.
vậy? Giết rồi. Rồi hả? Giết rồi. Giết rồi. Ngờ. Vô giữa. Rồi bẻ cái ra hả anh? Rồi mới lật ra nè. Không muốn bẻ bẻ không? Bữa nay em biết cô đực cô cái là gì đó. Cức nè. Quay giữa rồi đang mạng cho Ngọc Khanh cái mùa. Vậy hấp. Có được mở nè. À. Nó bấm vậy ha. Đẹp đâu, đẹp đâu chỉ cô hai đẹp đâu. Đẹp đâu? Ồ, quá đẹp rồi. Quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Đẹp quá. Ai, cái quá. Ồ. Quay hình mình làm bây giờ chắc xung quanh ít đỡ đi, có gì hồi mình thiếu thì mình bắt vô thêm mà. Dĩa này ủa cái đó nè. Nè bỏ đây nha. Bào nó không có bào quá à, không bào quá. Có bào nó mới bào thôi. Tối ngày đi quay của ta hoài. Ừ, để cụ chụp cho. Đừng có chụp cho con. Chụp con hả? Ôi, cái gì vậy? Đất hả? Ok. Thôi, ta cùng nhau. Cái nồi á thì gồm có cái gì? Dạ cái hạnh nói vô kìa. Để quay lại. Cái nồi gồm có gì? Thôi không biết. Cặp vịt phải không? 12 đĩa xôi, 12 chén chè. À, tượng trưng cho 12 mụ bà, 13 đức thầy. Có hai cái 13 mụ bà, 13 đức thầy. 12 mụ bà, 13 đức thầy. 12 mụ bà, 2 cái này mà. Trang hả? Ờ, Trang. Có đâu Trang, hai lấy nước quất lên đầu đó. Trời ơi, không có dĩa, chai đất chai gì đó. Cái đó để nó đi đâu có xào. Dạ, nó chưa xào. Đây là dĩa để mà em nó bắt. Đây là tượng trưng cho sau này nó sẽ thích làm nghề gì nè. Ủa, tập đâu rồi? Nghề giáo đâu rồi? Nghề giáo sư đâu? Tập viết nè. À, tập viết phải không? Có này rồi nè, có này rồi nè, có này rồi, khỏi rồi. Cà gá bỏ vô là làm nghề gì? Thợ vàng hả? Thợ bạc đúng không? Còn cái này là gì? Làm cái này làm gì? Cái đất này nè. Đồ nông dân hả? Còn siêu xe là gì? Để xe phải không? Lượt là chắc hết tóc quá. Còn này. Rồi tiền là không biết làm gì luôn. Tiền là không có tiền ăn không đi học mày. Không có tiền sao mà ăn đi học. Đi xuống đi. Ăn đi ra. Con. Em bóp rồi tí con bóp. Không. Ấy cái đèn cày đâu anh? Cày lên này cho nó bốc rồi. Bốc nào mà bốc. Rồi. Chưa bốc, chưa bốc mới gờ gờ ra ta suy nghĩ chưa bốc.
quay coi nó bắt cái nào chứ, để làm gì, nó gần cái nào nó bắt rồi. Ôi cái nào nó cũng bóc hết trơn á, bóc hết luôn nè. Rồi rồi, chảy đầu luôn, chảy đầu luôn rồi. Rồi bóc cái nào, bóc lên cái giết lên coi, bóc xuống đi bà. Rồi thấy bà rồi, chảy cái đầu không rồi, cái đầu xuống cái gì, chảy đầu hoài luôn rồi. Bỏ xuống đi con, bỏ xuống đi, bỏ xuống lấy cục cặp ra, lấy cặp lên cho nó ngay, bỏ luôn nè, bỏ xuống ăn luôn rồi. Ăn còn hơn nhà hàng đó, thấy chưa? Trời ơi, mình ngon hơn nhà hàng chắc rồi. Sao mà bằng được cái này hả? Không nè, để vô nào rồi cho, để vô cho con đi. Khoan, để kiếm chỗ thêm một cái nữa. Mà giờ chậm mùi kìa, đứng ra cứ cho dâu luôn kìa cho mà ăn. Ồ, vậy là ba mẹ đó. Thấy chưa Lâm? Có 3 triệu mà là minh mông thấy chưa? Còn quên cái 4 mâm á. Ba triệu nè các bạn, chỉ 3 triệu thôi. 3 triệu 4 mâm. Tiền lâm mâm anh cầu chục mâm hả? Không, con làm 2-3 mâm hả? Làm chi bự trời. Bên nào cũng được.
Rồi.